Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác khách hàng thân yêu. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì lại tiếp tục về những cái bộ mic hàng của Mỹ với mã là Allen Pro 555. Đây là một trong những phân khúc mà mic mấy hôm trước về được mấy bộ thôi. Hàng này thì nói chung là không có nhiều. Em cũng phải sốt sắng lắm mới lựa chọn được một vài bộ để về phục vụ các bác. Thì ngày hôm nay về được 5 bộ mic Allen Pro. Các bác hãy nhìn cho em là bộ mic này nó rất là sáng, rất là sang. Các bác nhìn này. Đây nhá. Con này thì các bác thấy rằng là những dòng mic Mỹ thường là nó có thêm cái tai này. Còn bình thường chúng ta thấy rằng là mic bình thường này nó phẳng đúng không? Nhưng mà con này chúng ta thấy rằng nó có cái tai này. Nó rất là sang. Và mặt của nó thì rất là bóng. Đây là logo xịn Allen Pro mã A555. Con này chúng ta thấy rằng là nó có hai cái giải đèn, một cái giải đèn RF ở đây cho biết cường độ tín hiệu đầu vào, cái tín hiệu giữa giao lưu giữa tay mic với lại đầu thu. Thế còn cái AF này, đây là cái giải đèn để cho cái chúng ta biết được cái cường độ tín hiệu đầu từ đầu mic đưa vào đầu thu. Cái giải số của nó các bác, đây là dòng mic có 6 số với 4 dâu. Các cái mic này chúng ta thấy là cái giải tần của nó hiển thị rất là đẹp đúng không? Một cái hàng mà từ cái đèn led của nó đã thể hiện được cái công nghệ rất là hiện đại. Trên này nó rất là dễ sử dụng. Đây là nút set để chúng ta có thể là quét giải tần của nó, tăng giảm. Và đây là nút quét giải tần. Đây là bằng tay, điều chỉnh bằng tay. Thế còn cái này là nút điều khiển một chạm. Chúng ta chỉ cần nhấn một chạm này nó sẽ quét cái giải tần cho tay mic của chúng ta luôn. Đấy, mang dưới này. Ok luôn các bác. Con này thì nó cái khả năng bắt xa của nó thì em nói rằng khó có dòng mic nào vừa được nó. Nó không nhất thì nhì chứ còn thứ ba nó không chịu được các bác. Bởi vì con này nó có tới 4 hộp sóng và 4 dâu riêng. Đấy. 4 cái dâu này như hôm trước này em thử thì nó đi được chắc khoảng nửa cây số luôn. Nửa cây số luôn các bạn. Khả năng thu sóng của nó thì tuyệt vời cho anh em nào sự kiện. Em nghĩ rằng là bộ mic như thế này nó rất là hợp lý cho anh em. Từ những cái dây tín hiệu 6.5 này các bác nhìn cái dây chống nhiễu. Nó rất là xịn. Từ cái cục nguồn này, cục nguồn xịn của hãng luôn các bác nhé. Đấy. Allen Pro A555. Còn cái tay mic của nó thì nó với cái công nghệ của Mỹ. Nó làm với công nghệ của Mỹ cho nên là nó tích hợp rất nhiều cái tính năng hiện đại. Cái đầu thu của nó y như kiểu cái mic Shure mà các bác thấy không đúng không? Và trên này chúng ta thấy cái tay nắm này. Nếu mà anh em đi làm sự kiện hoặc hát gia đình chúng ta cầm đúng không? Ca sĩ thì thường cầm như này. Đưa chếch một góc khoảng độ 4-5 độ đưa vào miệng. Thì chúng ta thấy rằng là nó quá hợp lý. Cầm nó không quá to, nó cũng không quá nhỏ. Rất là vừa tay và đầm tay. Và đây là nó đến cái điểm này nó có một cái điểm gọi là nó hơi thon vào một chút. Đấy. Để chúng ta có thể cầm nắm một cách chắc chắn. Dòng mic không dây. Bộ mic này hiện tại hôm nay về được 5 bộ thì em bán luôn một bộ. Bởi vì cái hàng này em nợ của một bác khách hàng hôm trước. Thì ngày hôm nay là bán luôn cho các bác luôn. Đấy. Đầu thu nó rất là đẹp. Còn tiếng mic của con này thì cực sáng. Các bác có thể thử. Bộ mic này thu âm xa, khỏe và tiếng cực sáng. Tiêu chuẩn của mic là gì? Em nghĩ là tiêu chuẩn của mic là nếu để cách xa 20 phân như này nó có khả năng thu âm được. Đây này, em đang để cách xa phải 30 phân. Tay em căng hết cỡ các bác nha. Khi mà em nói như này các bác thấy rằng là nó vẫn thu âm tốt. Đấy. Rất hay đúng không? Đây. Tiếng dày. Và đặc biệt là con này chống hú rất tốt. Nếu anh em đi làm sự kiện chúng ta yên tâm luôn. Alo. Nó có tiếng dày lực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Đấy, tiếng xì xẹt nó hay thế mà. Ngọt luôn. Alo. 2, 3, 4, 5, 6. Kính thưa quý cô, cô bà. Thưa tất cả các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên thân mến. Vâng, theo đồng hồ của ban tổ chức thì hiện nay chiếc xe mang biển số Hạnh Phúc Tình Yêu đã cập bến của họ nhà gái chúng tôi. Để thay mặt cho gia đình họ nhà gái, thay mặt cho cô dâu, xin trân trọng kính mời quý cô, ông, cụ, bà, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên nhanh chân vào phía hôn trường và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất.
để chúng ta dự buổi tiệc cưới ngày hôm nay, buổi lễ vô quy của cô dâu về với nhà chồng. Xin trân trọng kính mời. Đấy, tiếng nó chê cơ mà. Ha. Mic này các bác lên sân khấu các bác diễn thì em nghĩ là nó chấm hết luôn. Đây, khi em alo các bác nhìn cái giải nét của nó chạy rất là hay. Alo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng. Đấy, mic nó thế mà. Đố các bác mà thấy rằng cái mic nào nó xịn hay này này. Con này thì nó có cả cái cường độ tín hiệu đầu pin ở đây. Đấy. Nó cho phép chúng ta quản lý về cái dung lượng pin cũng như là cái tai mic. Nếu các bác mà chưa bật lên tai mic thì nó sẽ màu đèn nó đỏ. Đấy. Tức là không có sóng ở đây đúng không? Thế còn khi các bác bật tai mic lên, đây tai mic này, màn hình của nó rất sắc nét. Thì nó sẽ hiển thị màu trắng như thế này. Đấy. Bây giờ em sẽ thử một đoạn ca khúc để các bác thử cùng nghe với bộ mic này các bác nhé. Sau đây anh Phương xin gửi tặng các bác cùng test một bộ mic Allen Pro A555. Các bác để ý kỹ là cái giải âm của nó xuống rất là sâu, cũng như tiếng xì xẹt của nó rất là hay. Và đặc biệt là khi biểu diễn, chúng ta thấy rằng là cái mic chúng ta đưa ra xa, cách thử mic rất đơn giản như này. Các bác để gần alo 456. Khi đưa mic ra xa thì tiếng mic nó sẽ giảm dần. Và đến tầm khoảng độ 2-5-30 phân mà nó vẫn thu được cái âm sắc của cái lời ca, tức là mic đó rất là tốt, chứ nó không bị hụt. Thông thường thì những dòng mic rẻ tiền khi các bác để gần như này, alo rất là tốt, bắt nhạy. Nhưng khi mà đưa ra xa khoảng 2-30 phân là nó mất sóng luôn. Đấy, đấy là một đặc điểm mà các bác để ý kỹ. Và cái tư thế cầm mic thì anh Phương cũng đã hướng dẫn các bác rồi. Sau đây mời các bác hãy cùng hò với anh Phương một đoạn nhạc nhạc phẩm được mang tên Hàn Bạc Tử. Xin các bác hãy cho anh Phương một like. Hôm nay mặt còn ngố tí các bác nhá. Anh mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ. Anh mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng bán tình duyên, ước hẹn hò. Các bác thấy tiếng mic thu tốt không? Với bộ mic Allen Pro này với giá là 4.500.000 đồng, chắc chắn rằng với phân khúc này chúng ta có một bộ mic rất chuyên nghiệp và cực chất. Đường lên dốc đá, nhớ đêm trăng tà, nhớ câu chuyện xưa. Đầu ông hoàng đó, thua nào chân hàn Mạc Tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng. Chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về giữa đêm trường. Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đi. Xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết. Trách thay cho tư duyên chưa thăm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cũng tan thương. Mà khổ đau niềm hát Mạc Tử.
xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoa. Mộng cầm hơi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Vâng, các bác để ý kỹ cái tiếng mic nó rất dày. Và cái thứ hai là chúng ta thấy rằng khi biểu diễn chúng ta có thể đưa mic ra xa này gần để thay đổi cái âm sắc cũng như thay đổi cái cường độ thì cái lời ca nó sẽ ngọt hơn rất nhiều. Hơn nữa rằng tiếng mic của nó rất tròn, rất sáng, không bị vỡ kể cả chúng ta lên dạy cao và hạ tông cực sâu khi chúng ta xuống dạy thấp. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hãy liên lạc với anh Phương với số máy 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.